bao Dinaco đó. Bấm trực tiếp điện thoại luôn. Tắt. Đấy. Tắt, đốt hết chưa? Bật này. Bật nhá. Dinaco 400W Max Made in với ạ. Êm du luôn các bác nhé. Pao của Mỹ thì khỏi phải nghĩ nhé. Nói em test con pao này đi cho anh khách nhé. Test con pao này đi trước khi cho các bác khách nhé. Trước khi lên đường cho anh dai. Cho anh dai. Con này các bác chú ý với em nhé. Điện của nó chạy này. Nó thông báo điện nhé. Điện của nó đây là 120V nhé. Nó chú ý nhé. 120V đấy ạ. Em đang cắm điện 110 này. Điện này là điện 110-100. Nếu các bác cắm đủ điện 220 là càng hay nữa. Tắt đi, em tắt. Con pao Dinaco này mức giá 7,9 triệu, công suất 400W, được chưa? Test cho một anh dai. Chào các bác.